Dạ, xin mến chào cô chú đến với kênh là cây kiểng của tôi cũng như kênh bonsai mini TNCT. Thì hôm qua con có giới thiệu những cái cây cần thăng mà con mới vừa về đó, thì hôm nay con lên lại clip này để giới thiệu cụ thể và con báo giá cụ thể cho cô chú mình xem tham khảo. Thấy cái giá nó ưng tiền, nó như hợp lý với cái cây thì cô chú mình liên hệ con ha. Thì như trên màn hình của chú mình đang thấy, đây là thấy một cái mảng màu xanh ở đây và những cái lá nhỏ nhỏ như thế này. Đây là cái cây cần thăng mà bên vườn con đã trồng và nuôi dưỡng là gần 1 năm rưỡi đó. Và đối với cây 1 năm rưỡi mà mình ươm từ những cái hộp xong rồi trồng thẳng ngoài đất thì nó sẽ rất là to hơn cái cây con đang cầm ở trên tay rất là nhiều. Nhưng mà cái lý do nó nhỏ là vì vườn con ép chậu nhỏ, thêm cái thứ hai nữa là trong quá trình nó lớn là vườn con quắn những cái rễ của nó rất là quái, cho nên nó chậm lớn lại ở phần đó nữa. Thì cô chú mình xem tham khảo và cái ưu điểm những cái cây nhỏ nhỏ này như thế này là gì thì cô chú mình xem ha. Thì đầu tiên thì nói về cái bộ đế á, cô chú mình cứ yên tâm ha, không có lo về cái vấn đề bộ đế nhỏ hay lớn. Nhưng mà nó một cái là nó cứ rất là quái, tại vì vườn con quắn không biết mô tả như thế nào, nhưng mà cô chú mình nhìn qua màn hình thì cũng thấy rồi ha, quấn cái kiểu quái á, quấn cái kiểu cũ đế quái. Cô chú mình về là không có cần xử lý cái bộ đế nữa, chỉ cần mình nuôi dưỡng thôi, mình vô dây mình tạo cái dáng thôi. Đó. Trước tiên thì quay về vấn đề cái cũ đế trước đi ha, còn cái dáng thì nó không có gì chân á. Cô chú mình về muốn vô dây uống dán gì cũng được hết, dán đổ, dán bay, dán chực, dán quyền gì cô chú mình vô dây uống được tuốt. Ưu điểm của những cái cây bà cần thăng này bên vườn con đang bán là quắn củ đế nó quái đó. Nó ưu điểm bên vườn con là quắn những cái cây củ đế quái ha. Rồi thì xong cái củ đế thì nói về cái thân, thì những cái thân cây này vườn con á là cỡ cây viết bút chì, nó không có to quá. Và nó được một cái ưu điểm ở đây là gì, cô chú mình vô cái cọng dây nhôm mình muốn uốn dáng đổ, dáng bay, dáng trực, dáng quyền, nói chung là mình quấn vô cục đá, quấn vô cái gốc cây mình làm được tốt hết. Lý do là vì cái thân của nó nhỏ, cô chú mình rất rất là dễ uốn éo, dáng nào mình uốn cũng được hết đó. Đây, tùy theo cái gốc, cái bộ đế cô chú mình muốn quắn dáng nào thì quắn được tốt, tại vì vườn con chưa có vô dây. Thì cô chú mình về chỉ cần vô dây thôi, xong rồi mình lên lên cái chậu ông tượng hoặc là cái chậu gì đó, hoặc là cô chú mình quắn vô cục đá ghép cũng được. Thì tùy theo cô chú mình thích dáng nào thôi ha. Hoặc là mình lên cái chậu cao cao, mình quắn cái cây nó thành cái cây dáng đổ xuống. Đó. Quá là dễ dàng với những cây cần thăng này luôn. Và giá hiện tại con đang bán rất là mềm, chỉ có 35 ngàn một cây cần thăng như thế này, giá chưa bao gồm phí vận chuyển nha. Còn nếu như mà cô chú mình không có muốn lo về vấn đề phí vận chuyển thì 10 cây là 350, vườn con bao phí vận chuyển cho cô chú mình luôn ha, 10 cây 350 bao ship đó. Cô chú mình thấy ưng thì liên hệ vườn con, số điện thoại con sẽ để trên tiêu đề. Cảm ơn cô chú mình đã xem ủng hộ vườn con trong thời gian qua rất là nhiều.